Hôm qua 14 tháng 11, một đợt thủy triều cao khác đạt đỉnh 113cm khiến nước biển tràn vào quảng trường Thánh Macro ở trung tâm thành phố. Thay vì cảm thấy phiền toái, nhiều du khách lại thấy thích thú trước cảnh tượng này và thoải mái lội trong làn nước. Chúng tôi quyết định đến thăm Venice vì biết rằng nơi này đang ngập trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp. Hầu hết khách du lịch thường nghĩ rằng không có nhiều việc có thể làm để cứu Venice khỏi tình trạng nước biển xâm lấn. Theo họ, bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cũng có thể thay đổi sự quyến rũ đặc biệt của thành phố này. Theo quan điểm của tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể cứu Venice theo cách đặc biệt nào đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để quá trình tự nhiên làm việc đó. Để chúng ta cố gắng cứu Venice như thông qua việc xây các bức tường đê hoặc giữ lại các công trình xung quanh bên ngoài, tất nhiên nó sẽ mang đến những tác động khác trong những khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người gặp vấn đề với tình trạng ngập lụt này. Do vậy, họ đã quyết định rút ngắn thời gian ở lại Venice và thay đổi kế hoạch đến thăm những thành phố khác của Italia. Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch tại Venice. Ngày mai chúng tôi sẽ đến Verona hoặc Ferrara hoặc Padova. Chúng tôi trở lại Venice ngày hôm nay vì nước đang dâng cao. Thật khó để tìm mua thức ăn tối qua. Chúng tôi đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để tìm một cửa hàng còn mở cửa. Trong tuần này, hai đợt chiều dâng liên tiếp đã nhấn chìm Venice. Trong đó, đợt chiều ngày 12 tháng 11 có đỉnh cao tới 1,87m, là mức cao nhất kể từ năm 1996. Do ảnh hưởng của chiều cường, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và nhiều công trình văn hóa đe dọa bị hư hại. Chính phủ Italia ngày 14 tháng 11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Venice, đồng thời quyết định chi khẩn cấp 20 triệu euro, tương đương 22 triệu đô la Mỹ cho thành phố Venice cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng trong trận lụt để có hành động hỗ trợ kịp thời.